cái tính năng của cây kìm này nha các bạn. Mẹ có thể uống rất là thoải mái nè. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Quật Nam JC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến em một thương hiệu mới đến từ Quật Kim. Đây là một cái thương hiệu mà bên Quật Men đang phân phối. Thì những sản phẩm Quật Kim là những cái sản phẩm nó có màu sắc cơ bản là màu đen và cam, được thiết kế theo những cái thương hiệu, những cái kiểu dáng hiện đại sau này. Thì hy vọng là những cái sản phẩm mình Quật Kim sẽ giúp cho anh em trong quá trình em sử dụng. Thì trên tay của Vũ là một cái cây kìm, kìm đa năng hay là còn gọi là kìm răng, kìm tổng hợp cũng là nó đó, nó rất là nhiều tên gọi. Thì thiết kế của nó thì mình thấy là ở đây cũng có một cái cán cầm cao su, và ở đây chúng ta có một cái ngăn chặn để chúng ta tránh cái trường hợp mà bị thao tác, mình bị trượt tay chạm vào phần thép trong quá trình đang làm việc rất là nguy hiểm. Thì phần kìm được thiết kế rất là nhìn rất là sắc sảo, và nó có chi tiết là những cái mã số sản phẩm nó sẽ lên trên này. Ở đây chúng ta có thể thấy một cái ngàm rất là sắc. Thì cái ngàm này mình khi mà mình sử dụng để xe những cái dây cáp có nhiều lỗi thì cái phần này rất là lợi hại luôn. Thì đây là một cái sản phẩm tương đối là phổ thông của Quật Kim. Ở đây mình có thể thấy là nó đổ keo rất là chắc, tại vì trong quá trình những cái sản phẩm bình thường này trong quá trình sử dụng thì nó hay bị tụt cái cán ra, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ và nói chung là xài không ok. Thì mình thấy là sản phẩm này thì mình thấy là ok hơn nè.